phụ nữ ngoài 50 thường phải đối diện với những cơn bốc hỏa, mất ngủ, cáu gắt, cùng chứng đau nhức xương khớp do suy giảm nội tiết tố nữ. Làm thế nào để có thể gạt đi những lo lắng, sống vui sống khỏe ở độ tuổi mãn kinh? Hãy lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình Tìm Lại Thanh Xuân phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút thứ bảy ngày 5 tháng 12 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Bảo Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này.